Bỏ gần 850 ra để mua bà ốc bàn ủi này về, nhưng mà ai ngờ đâu mọi chuyện lại không như mình tưởng tượng. Chuyện là hôm trước mấy chị em mình đi Thái Lan đó mới gặp Spicy Kim, cái mình cũng hỏi vui vui coi em nó mua con ốc bàn ủi ở đâu, nó cũng rất là nhiệt tình chỉ cho, thì hôm nay mình mới đặt về. Bà coi ốc khổng lồ nè em bé ơi. Thì cũng như mọi lần thấy cái con gì lạ lạ thì mình cũng kêu mấy tên bé ra coi. Ốc khổng lồ đây. Wow. Với lại cá mãng cầu. Khổng lồ đây. Đây đây cái khúc này, ông mới hỏi mình. Mày chết rồi giờ. Thì mẹ cũng nói thiệt. Không, còn sống chứ. Thì mình cũng đâu nghĩ gì lấy con cá mãng cầu ra quay. Đây, người ta gọi con cá này là con cá mãng cầu. Quê của bà là cũng có con cá này. Mà bà thấy con cá này là như con cá nóc hay sao? Ông ngoại mới nói là thấy nó hơi giống một cá nóc gai nên cũng sợ sợ, không có dám ăn. Tính khi mà tính quay kỹ lại và giới thiệu bạn ốc thì thấy cô Bô cứ vuốt ve giống vậy nè, không có muốn đụng vô. Nè, cô Bô ơi, con ốc nè. Thấy tên bé nói vậy sao mà chạy đi mất tiêu thì mình cũng chưa có hiểu lắm nên là tiếp tục thao tác. 4 ký rưỡi á mẹ. To hơn cái đầu bà ngoại luôn. Bự lắm luôn á. Mẹ có cái ruột nó không? Có cái ruột nó còn thuộc vô không? Đây là ruột vàng vàng ươm à. Đây 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 cái ruột nè. Trời ơi, ở đâu ra mà bắt được con bự to vậy nè trời. Nè cái ruột đó nè. Đó, cái ruột đó đó, vàng ươm như mỡ gà vậy. Ôi nó thuộc vô, thuộc vô. Phải ốc không? Phải ốc không? Wow. Oh wow, ghê chưa, ghê chưa. Bạn này thật ra có cái tên đẹp lắm á, là ốc kim khôi. Và muốn ăn được thì mình thấy mọi người lật úp xuống thì mình cũng bắt trước úp ở trên cái giàn hoa lan của bà ngoại. Nhích rồi nó phóng xuống dưới sao? Không, nó phải dính vào cái vỏ nó chứ con nghĩ sao mà nó lại tột ta, tột cả ruột cả phèo như vậy. Nó là nó mượn cái vỏ này thôi. Không, trời đất ơi, đâu phải ốc mượn hồn. Đây là con ốc thiệt chứ không phải mượn. Có lẽ là do trời nắng quá hay sao á, tầm chừng có 5 phút là em nó lò ra được giống vậy rồi. Nhưng mà cứ đụng cái tay vô một cái là thụt lên trên, đụng tay vô cái là thụt lên trên mà trơn dữ lắm. Trời ơi, nó thấy luôn nhìn cái. Sao mới làm gì bạn ốc của bộ đó đứng canh luôn chứ. Bà đi vô lại rồi kìa. Thấy cái bạn ốc nó càng lòi ra nhiều là em bé càng buồn càng khóc. Mô của má mình đừng có buồn. Nhớ rồi, lần sau mẹ sẽ không mua nữa nha. Chứ bây giờ mình thả bạn ra sông ra suối bạn đâu sống được đâu. Giờ cô Bô muốn thả bạn xuống sông á hả? Ý ảnh muốn là giữ lại để nuôi. Đó, mình với cô em gái báo mới kiếm một cái thau thiệt là bự tính để cho nước vô xong rồi pha muối thử coi làm sao. Nhưng mà ba mẹ mình biểu là cũng không thể nào sống được bởi vì cái nước muối nó hoàn toàn khác với nước biển. Lúc này là mới có 15 phút kể từ khi mình nhận bạn thôi là bạn chảy ra quá trời nước luôn. Chú ơi, con muốn ăn nó, con muốn trả lại. Chú ơi, con muốn trả lại bạn này cho thấy bạn nó sống mà con không muốn bạn mình bị làm thịt cái. Anh khóc quá trời luôn, sao mà còn bảo với mẹ là hãy quay video để gửi cho các cô chú chủ vựa. Các cô chú ơi đừng bán nuôi bạn cẩn thận nha các cô chú. Vậy là nhà mình đã quyết định là đem gói cả bạn cá và bạn ốc đem gửi lại cho vựa. Dù gì tới đó cũng có hồ nước mặn. Thêm bé buồn vậy thì ăn cũng đâu ngon miệng nữa. Mẹ cũng rút kinh nghiệm, chắc là từ nay trở về sau cũng cố gắng ăn những cái đồ đông lạnh thôi chứ không có ăn đồ tươi sống nữa. Và thế là từ nay series ăn đồ độc lạ của mình sẽ lại rẽ theo một hướng khác nữa.